Xin chào mọi người, mời mọi người ăn cơm gà với Thảo nha. Ăn cơm trưa mọi người ơi. Thảo ăn bằng dĩa nha. Là mỗi người ăn dĩa là xong. Cơm này thì Thảo chiên. Có tỏi nữa, thơm lắm. Vừa ăn luôn rồi, không có cần thêm cái gì hết á. Thơm. Không có đồ chua, ớt cam chua. Có salad, có đồ chua, có cà chua luôn. Cái gà này Thảo nướng bằng nồi chiên không dầu. Công nhận cái cơm này Thảo chiên á, vừa ăn dễ sợ luôn, không cần thêm nước tương luôn á.
ăn ngay cái chỗ này nè, nó thấm thật chưa. Ngon quá. Làm người dĩa, một dĩa vậy nè mọi người. Khỏi dọn nhiều. Ngon quá. Mùi điểm họ cay, miếng ớt cay. Rồi, bữa cơm Hảo xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye.